Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ trò chơi truyền hình chuyện nhỏ, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ ký sự Tân Đào, 21 giờ 10 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 9, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc tạm biệt đơn côi tập 21, 23 giờ 10 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao, 23 giờ 30 phút người chiến thắng, 0 giờ 30 phút sân khấu về khuya kịch chuyên án lạ, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam ngọn nến hoàng cung tập 33 và 34, 3 giờ 30 phút thế giới giải trí, 3 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Chương trình hôm nay có sự góp mặt của các bé Phương Anh, Hồng Nhiên, Thanh Thủy, Mỹ Tiên, Thế Quỳ, Sầu Phúc, Hoài Vi và Hoàng Cường. Tất cả các bé đã có mặt sẵn sàng tham gia chương trình của chúng ta. Mọi người giới thiệu chương trình hôm nay là tôi. Chào mừng quý vị, các bạn và các em đang đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Gold. Hy vọng Chuyện Nhỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, các bé đã có mặt sẵn sàng tham gia chương trình với chúng ta. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần tự giới thiệu của các bé. Trước hết, chú Thanh Bạch xin gửi lời chào các cháu. Giỏi lắm. Bây giờ các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình, nói về sở thích, về ước mơ cho mọi người biết. Xin mời bé đầu tiên, đó là bé Phương Anh. Con tên là Đào Phương Anh. Năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là xem tivi, đọc truyện Doraemon và ăn cá rán. Ước mơ của con sau này là làm ca sĩ để hát cho mọi người nghe. Con tên Nguyễn Hồng Nguyên, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là đọc truyện Doraemon, sự có tết, cô bé hoàng khăn đỏ, vẽ tranh cảnh vật đẹp, những con thú ở châu thảo công viên, 13 quả bóng, ước mơ sau này lớn lên là bộ đội để bảo vệ trái đất. Con tên là Vinh Phương Thanh Thủy, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là ăn những món ăn bổ dưỡng và béo, ví dụ như là cá, uống sữa và bơ. Sau này con lớn lên, con sẽ làm bác sĩ chữa bệnh suy dinh dưỡng cho các bạn. Còn đây là bạn của con. Con tên là Châu Thị Thủy Tiên, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là ăn những món ăn ngon như là nuôi xào bò, cơm chiên trứng. Ước mơ của con sau này, con sẽ làm đầu bếp để nấu các món ăn ngon cho mọi người cùng ăn. Con là Văn Hải Quỳnh, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là được ăn gà rán và đi bơi. Ước mơ của con sau này làm kiến trúc sư để xây nhà cho mọi người. Con tên là Nguyễn Đằng Song Phúc, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là học môn toán, tiếng Pháp, tự nhiên xã hội. Ước vì môn toán giúp cho con tính toán thông minh, môn Pháp con có thể nói chuyện với người Pháp. Môn tự nhiên xã hội giúp con hiểu về cơ thể con người. Ước mong sau này của con là nha sĩ, giúp mọi người có nụ cười đẹp. Con tên là Bùi Thoại Vi, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là ăn bánh hamburger, đọc truyện tranh và xem tivi. Ước mơ sau này con trở thành kỹ sư xây dựng để xây nhà cho mọi người. Con tên là Vương Đức Hoàng Phương, năm nay con 8 tuổi, biệt danh ở nhà của con là mèo ồ. Con nặng 35 kg. Ngày xưa con rất gầy, con ăn nhiều quá cho nên con mập. Bây giờ con quyết định con sẽ giảm cân.
Mong ước lớn lên của con là được làm họa sĩ để vẽ tranh cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị đã đến phần tự giới thiệu của các cháu. Thưa quý vị, qua phần tự giới thiệu chúng ta cũng phần nào nắm được về sở thích, ước mơ của các bé ngày nay. Có dịp tiếp xúc nhiều với thông tin cho nên các bé hiểu rất rõ về nhiều lĩnh vực, kể cả về dinh dưỡng, về kiến thức và mọi thứ. Và đa số lứa tuổi này, những thế hệ trước đây có thể cũng biết lớn lên mình làm nghề gì, nhưng ngày nay các cháu đã biết rất rõ ước mơ của mình lớn lên sau này mình sẽ chọn nghề nào và tại sao. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ba thí sinh của chuyện nhỏ lần này. Đầu tiên xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Đỗ An. Xin mời anh hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình. Xin chào anh Thanh Bạch, xin chào tất cả các bé và quý khán giả đang xem chương trình Chuyện Nhỏ trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Lê Đỗ An, hiện nay đã 36 tuổi và công tác tại trường tiểu học Trưng Trắc, quận 11. Tôi hiện nay đã có một gia đình và có một cháu gái là đã 4 tuổi, tên là Mỹ An luôn. Và một lần nữa xin tất cả các khán giả trong nhà thi đấu hôm nay ủng hộ cho An và Thu Duy Phương, hai bạn cùng chơi. Xin hết. Và bây giờ xin mời chị Hiền Thu hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình. Xin chào anh Thanh Bạch, xin chào các bé, xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Phan Thị Hiền Thu, bác sĩ chuyên khoa nhi, hiện đang công tác tại Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và hai con của tôi rất thích xem các chương trình trò chơi trên truyền hình, đặc biệt là Chuyện Nhỏ, bởi vì thường nghỉ thứ bảy thì cả nhà rảnh rang hơn. Mỗi khi mà tôi trả lời thử trùng khớp với ý của các bé thì thể nào con trai của tôi cũng bảo dám mà mẹ đi thi. Đó chính là lý do tôi đã có mặt ngày hôm nay như là một món quà bất ngờ để dành tặng cho con trai búp bu của mình và một sự thích thú cho con gái hạt đậu khi mà nhìn thấy mẹ trên truyền hình trong trò chơi này. Đây là lần đầu tiên tôi chơi chơi trò chơi truyền hình. Rất mong được sự cổ vũ của quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, chị Hiền Thu thân mến là một bác sĩ mà lại là bác sĩ dinh dưỡng nữa. Chị có thể cho biết là các cháu mà chị tiếp xúc quá thường thì những trường hợp mà rơi vào về vấn đề dinh dưỡng là những trường hợp như thế nào? Dạ, bên phòng khám ở Trung tâm Dinh dưỡng chúng tôi hàng ngày thì có khoảng 40% các bé đến khám là vì các vấn đề dinh dưỡng như là biếng ăn hay là thừa cân béo phì, suy dinh dưỡng. Càng ngày thì cái tỷ lệ mà gọi là thừa cân béo phì thì càng tăng hơn là cái tỷ lệ suy dinh dưỡng. Dạ. Vâng, chị có thể nói rõ hơn về tác hại của béo phì được không ạ? Như anh biết ấy, béo phì thì là cái tình trạng dư thừa mỡ, nó sẽ đọng không phải là chỉ ở ngoài các cơ và nó ở trong các xung quanh các phủ tạng nữa. Vì vậy cái nó có thể làm tăng cholesterol máu, tăng các mỡ máu và gây ảnh hưởng đến chuyển hóa trong cơ thể. Đặc biệt là khi béo phì, trẻ từ nhỏ đã bị béo phì thì nó phải gánh một cái sức nặng nhiều hơn là bình thường mà bé đã nghe là phải mang, cho nên có thể ảnh hưởng cả phần cơ xương khớp. Vâng, thế thì làm thế nào để tránh được bệnh béo phì ạ? Để tránh thì chúng ta không nên trữ những cái đồ ăn mà có quá nhiều chất ngọt hay chất béo trong gia đình. Nên cho bé có tập một cái thói quen ăn uống đúng giờ giấc. Việt Nam chúng ta cũng đang trên đà phát triển, cho nên các con hãy ăn đúng giờ nè, nhớ bớt lại các chất béo và ăn ngoài giờ thì mình bớt ăn vặt lại, như thế cũng có thể để giữ cho cân của mình nó vừa phải, không chạm béo phì. Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba của mình, bạn Đông Phương. Xin chào Thanh Bạch, xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Đông Phương, là bác sĩ tiêu hóa, hiện công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115. Tôi đã lập gia đình và có một bé gái 2 tuổi. Hôm nay tôi rất vui được tham dự chương trình Chuyện Nhỏ vì đây là một chương trình rất là bổ ích và thiết thực cho những bậc phụ huynh như chúng tôi có thể hiểu được những suy nghĩ cũng như những ước mơ của con trẻ, và qua đó chúng tôi có thể có hướng mà nuôi dạy chúng được tốt hơn. Chúc quý vị một buổi tối thật vui với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ làm quen với ba thí sinh. Còn bây giờ, vòng 1 của Chuyện Nhỏ xin được phép bắt đầu. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng 1 của Chuyện Nhỏ, ba thí sinh của chúng ta sẽ nghe một câu hỏi và đầu tiên là đoán xem đa số các bé sẽ trả lời như thế nào. Cũng xin lưu ý, các bé trên màn hình có thể tạo điều kiện cho các thí sinh chúng ta ghi điểm hoặc đôi khi gây cản trở khó khăn. Làm thế nào để trùng khớp ý với các bé quá là một quá trình không đơn giản. Thưa quý vị, câu hỏi vòng 1 như sau. Theo anh chị, bé có biết cột thu lôi dùng để làm gì hay không? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta biết vào mùa mưa có nhiều sấm sét, thì khi trên nhà có gắn cột thu lôi, nếu mà sét có thể đánh ngay cái ngôi nhà của mình thì cột thu lôi sẽ thu sét đó xuống đất và giải nó đi, không làm ảnh hưởng đến ngôi nhà, không làm ảnh hưởng đến tính mạng.
Hoặc là chúng ta cũng không nên đi ra đường cầm dù, cầm ô vào mùa mưa, bởi vì có cái đầu kim loại bên trên thì cũng rất là nguy hiểm, vân vân. Thì các bé có biết là cột thu lôi dùng để làm gì hay không? Theo anh Đỗ An thì đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không. Tôi nghĩ đa số các bé trả lời là không biết. Các bé trả lời là không. Không. Còn chị Hiền Thu thì sao? Dạ, tôi cũng nghĩ là các bé sẽ không biết ạ. Và cuối cùng, bạn Đông Phương có bị áp lực có hai câu trả lời trước không ạ? Dạ, theo tôi nghĩ là bé biết ạ. Cho nên bé sẽ trả lời là có. Dạ, dạ có. Thưa quý vị, khi được hỏi các bé có biết cột thu lôi dùng để làm gì không, đa số trả lời là có. Chúc mừng bạn Đông Phương. Và như vậy bạn Đỗ An và bạn Huyền Thu cũng hãy rút kinh nghiệm, có nghĩa là số trả lời có nhiều hơn là số trả lời không, để các bạn có thể trùng khớp với bé. Bây giờ xin mời sự lựa chọn đầu tiên anh Đỗ An, chọn bất kỳ ô nào trên màn hình mà anh cảm thấy là bé có thể giúp anh ghi điểm. Chọn bé Thoại Vi. Đầu tiên anh chọn bé Thoại Vi. Câu hỏi gợi ý cho Thoại Vi như sau: nếu đang đi ngoài đường bất ngờ trời đổ mưa, con sẽ làm gì? Dạ thưa chú, con sẽ mặc áo mưa để tránh mưa và không bị cảm. Thế thì anh nghĩ thế nào với câu hỏi bé có biết cột thu lôi dùng để làm gì không ạ? Bé sẽ trả lời là có biết. Thoại Vi ơi, con hãy nói cho mọi người nghe cột thu lôi dùng để làm gì. Dạ thưa chú, cột thu lôi dùng để tránh sét và truyền sét xuống lòng đất. Con biết vì ở nhà con có cột thu lôi. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Tiếp tục, xin mời sự lựa chọn của bạn Hiền Thu. Dạ vâng, tôi chọn bé Hồng Nguyên ạ. Bé Hồng Nguyên. Câu hỏi gợi ý dành cho Hồng Nguyên như sau: mây đen và mây trắng, mây nào báo hiệu trời mưa? Con hãy nói cho mọi người nghe. Dạ thưa chú Thanh Bạch, mây đen báo hiệu cho trời mưa biết là mưa rơi xuống nhà mình. Xin mời chị Hiền Thu. Chị có thể cho biết là theo chị, bé có biết cột thu lôi dùng để làm gì không ạ? Tôi nghĩ là có. Con ơi, hãy nói cho mọi người nghe cột thu lôi dùng để làm gì. Thưa chú Thanh Bạch, cột thu lôi từ trên cao người ta vịnh để nhìn xuống đường. Không trùng hợp. Tiếp tục xin mời bạn Đông Phương ạ. Dạ tôi chọn bé Song Phúc. Bé Song Phúc. Câu hỏi dành cho Song Phúc như sau: theo con, sấm sét có thể gây ra những nguy hiểm gì? Dạ thưa chú, sấm sét gây ra những điều nguy hiểm là người chết, đổ cây, sập nhà, vân vân. Theo tôi nghĩ thì bé biết, có biết ạ. Bé sẽ trả lời là biết cột thu lôi để làm gì, đúng dạ. không? Chúng ta thử xem bé Song Phúc trả lời như thế nào. Con hãy cho mọi người biết cột thu lôi dùng để làm gì. Dạ thưa chú, cột thu lôi dùng để chống sét, và còn làm cho sét xuống mặt đất không bị sập nhà. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Tiếp tục xin mời trở lại anh Đỗ An. Hai bé Thanh Thủy và Thủy Tiên. Chọn hai bé Thanh Thủy và Thủy Tiên. Câu hỏi dành cho hai bé như sau: theo con, thần sấm sét có thật hay không? Dạ thưa chú Thanh Mập, thần sấm, thần sét không có thật, mà chỉ có trong phim hoạt hình và truyện cổ tích mới có thật mà thôi. Thế thì anh An nghĩ thế nào ạ? À? Bé có biết cột thu lôi dùng để làm gì không ạ? Tôi nghĩ hai bé này biết cột thu lôi, có biết. Hai con hãy cho mọi người biết cột thu lôi dùng để làm gì. Dạ thưa chú, con không biết cột thu lôi là gì, bởi vậy tụi con chưa có học. Nhưng mà theo con nghĩ cột thu lôi giống như cột điện, dùng để phát điện. Rất tiếc chưa trùng khớp. Trở lại sự lựa chọn của bạn Hiền Thu. Tôi chọn bé Thế Quỳnh ạ. Bé Thế Quỳnh. Câu hỏi dành cho Thế Quỳnh như sau: theo Thế Quỳnh, con có nên đi ra ngoài trời khi mưa hay không? Dạ thưa chú, không nên đi ra ngoài khi trời đang mưa. Tại vì nếu mà trời đang mưa thì mình đi ra ngoài sẽ bị ướt. Bạn nghĩ thế nào? Bé có biết cột thu lôi dùng để làm gì không? Tôi nghĩ là bé có biết. Thế Quỳnh ơi, cột thu lôi dùng để làm gì?
Dạ thưa chú, cục thu lo dùng để chống sét, tránh bị cháy nhà. Chúc mừng trùng khớp với bé. Tiếp tục trở lại Bạch Đông Phương. Dạ tôi chọn bé Phương Anh à. Bé Phương Anh. Câu hỏi dành cho Phương Anh như sau: Phương Anh có biết mây được tạo ra từ gì hay không? Dạ thưa chú, mây được tạo ra từ nước bốc hơi lên. Vâng, và bây giờ thì xin mời chị hãy cho biết là bé có biết cục thu lô dùng để làm gì không ạ? À, theo tôi nghĩ thì bé có biết ạ. Phương Anh ơi, cục thu lô dùng để làm gì nhỉ? Thưa chú, cục thu lô dùng để làm gì thì con không biết vì con chưa học. Chưa trùng khớp đi về về. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm của ba thí sinh sau vòng thi này. Bạn Đỗ An 20 điểm. Chị Hiền Thu 20 điểm. Và bạn Đông Phương 30 điểm. Chúng ta vừa hoàn thành vòng 1. Cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn.